Thiên thủ thiên nhãn một. Ông gì ông biết ông chăng nhỉ? Nhìn mắt nhìn tai cả lố đầu. Dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ, hay là dần lớn nhú thêm ra? Trực chỉ đề cương. Phật Thích Ca vốn là một người trong cộng đồng nhân loại. Từ lúc tu nhân cho đến khi thành Phật, người không nói, không nghĩ, không làm những gì ngoài mục đích đem lại sự an lạc, sự giác ngộ và giải thoát cho con người. Đức Phật cũng như toàn bộ giáo lý tâm tạng của Đạo Phật tuyệt đối phủ nhận tâm tưởng siêu hình, ý tưởng hoang đường huyễn hoặc. Một số chùa Phật giáo Việt Nam tạo và thờ cái mẫu tượng ngàn tay, ngàn mắt và hơn chục cái đầu. Nếu pho tượng đó là người thì sự nảy sinh và cấu trúc ấy hoàn toàn phi lý. Vậy ngẫu tượng đó là gì? Phật Thích Ca hẳn là không trả lời được, bởi vì nhân loại chưa có hình tướng như vậy xuất hiện trên nhân gian bao giờ. Giờ đây, Phật tử chúng con xin hỏi Hòa Thượng. Thưa Hòa Thượng, ông đó là ông gì? Thưa Hòa Thượng, ông đó người nước nào? Thưa Hòa Thượng, ông ấy chủng tộc nào? Thưa Hòa Thượng, ông đó dị dạng quái thai trong bụng mẹ hay là sinh ra rồi, đầu tai mới mọc từ từ? Thưa Hòa Thượng, ông ngẫu tượng này tu hành xong kêu ông ấy bằng gì, quả vị gì? Ông này hơn Phật Thích Ca tới cả chục cái đầu, hơn 998 cánh tay và 998 con mắt. Hòa Thượng tác giả pho ngẫu tượng chắc chắn không cách nào giải đáp hợp lý được. Pho ngẫu tượng này đầu độc nhiễm ô biết bao nhiêu tâm lành trong trắng, khiến cho lớp lớp người trở thành nhẹ dạ cả tin, sợ hãi trước thần tượng siêu hình huyễn hoặc, tự đánh mất ý chí trượng phu, nghị lực kiên cường tự chủ của chính mình. Mọi người trong chúng ta đáng để tâm suy ngẫm câu châm ngôn của hàng tiền bối để lại đại khái như dưới đây: làm thầy thuốc phạm sai lầm giết chết một hoặc vài mạng người, làm văn hóa phạm sai lầm giết chết tâm trí sáng suốt của con người từ thế hệ này đến thế hệ khác không lường hết được. Thiên thủ thiên nhãn hai. Ta chẳng ông gì chẳng khác ai, đầu còn không có nói chi tai, vô minh tưởng tượng thân ta thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Trực chỉ đề cương. Mất một thời gian truy tầm dữ liệu lịch sử pho ngẫu tượng ngàn tai ngàn mắt ấy, người ta cho biết đó là cốt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Đệ tử Phật hỏi: thưa Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài có thân hình kỳ dị vậy sao? Không phải con người, làm sao thành Phật được thưa ngài? Ngài khác với hơn 8 tỷ nhân loại hiện có, ngài khác Phật Thích Ca, rồi ngài sẽ thành gì? Bồ Tát Quán Thế Âm có vẻ sửng sốt ngạc nhiên, đâu có ngờ đệ tử Phật họ đem mình ra làm trò run cây nhát khỉ ấy, vừa hù dọa vừa bịt bợm để bán cái uy linh ảo của mình cho dân chúng trần gian. Bồ Tát Quán Thế Âm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca, rồi đọc lại thơ rằng: ta chẳng ông gì chẳng khác ai, đầu còn không có nói chi tai, vô minh tưởng tượng thân ta thế, lừa đảo nhân gian cái quái thai. Thiên thủ thiên nhãn ba. Quán Âm Bồ Tát chính là ta, đâu có đầu tai mắt dị kỳ, thân mẫu có thai như thế ấy, làm sao sanh nở giáo gian ơ? Trực chỉ đề cương. Bồ Tát Quán Thế Âm khẳng định với hàng Phật tử, với huynh đệ tỷ muội rằng: Quán Thế Âm ta không có nhiều tai và nhiều đầu kỳ quái phi nhân loại như vậy. Quán Âm ta không thể có bất cứ duyên cớ nào khác,
và hơn đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni của ta được. Làm sao Quán Thế Âm Bồ Tát ta hơn Phật ta đến những 999 tai, 999 mắt, cả chục cái đầu, và khác với Phật ta chiếc thân kỳ diệu ấy? Ta không thể hơn Phật, ta không thể khác Phật, ta là đệ tử Phật, tu học theo con đường giải thoát giác ngộ của Phật mà thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát khẳng định, người bày vẽ tạc đúc mẫu tượng ngàn tay ngàn mắt là thành phần tôn giáo bất chánh, tham ế đợi ô danh, muốn làm tổ, muốn có danh gì với núi sông, bày vẽ với tâm tưởng hoang đường của con người, có hạt giống quan đường. Nhân loại hiện hữu ở địa cầu cho tới năm này, căn cứ theo DL đã có 2008 năm, không ai thấy con người giống như mẫu tượng được đặng ra ấy. Bồ Tát Quán Thế Âm khẳng định, nhân loại không bao giờ có một người mẹ nào có thai mà sanh ra được người con như thế. Cho nên, bất luận người này bày ra mẫu tượng đó là hòa thượng, đạo hiệu thượng, hạ, là gì cũng thuộc thành phần bất chánh, tục gọi là giáo gian. Thiên thủ thiên nhãn bốn, đầu nhiều ngầm dại chánh tư duy, nhìn mắt trông xa để thấy nhiều, tri kiến chánh trơn tu thật đạo, tri hành hợp nhất mắt trong tay. Trực chỉ đề cương, văn hóa thế tục người ta thường sử dụng dụ để diễn đạt ý tưởng mình, diễn đạt cho người khác nghe, giúp họ dễ tiếp nhận, dễ cảm thông. Người viết văn thường dùng thí dụ, tỷ dụ, hiện dụ, ẩn dụ. Văn hóa trong Phật giáo ngoài bốn thứ dụ kể trên còn vận dụng tiên dụ, hậu dụ, bán dụ và biến dụ. Nói và vẽ một cô gái mặt đẹp như trăng rằm, ai dám cưới? Tạc Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn tai ngàn mắt cả lố đầu, tuy nhân tuy vật thể, vô tiền khoáng hậu, thì còn lấy cái gì để thành được quái gì? Tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm. Tâm đại bi, ý chế độ của Bồ Tát đối với chúng sanh phát huy công năng và hiệu lực ấy, so sánh và tỷ dụ ngang bằng ngàn đầu, ngàn tai và ngàn mắt của ai đó, của con người nào đó, nếu có. Thế nên nhiều đầu ngầm dạy hãy tư duy nhiều, nhiều mắt ngầm dạy hãy quán chánh, hãy quán sát nhiều, quán kiến nhiều, nhiều tai ngầm dạy hãy thực hành nhiều, hãy vững chặt văn tư tu, tri hành hợp nhất đó. Hòa thượng bày vẽ cái tướng văn hóa sai lầm qua ngẫu tượng Quán Thế Âm là người đắc tội với chúng sanh, không biết bao nhiêu thế hệ mới gột rửa được cái tâm hoang đường nơi tính dị đoan này. Thiên thủ thiên nhãn năm, Quán Âm giữ niệm âm văn tịnh, chính nhập tam ma bởi ngũ căn, tin tưởng Quán Âm cần học hiểu, đường tu khởi sắc đạo thiên hương. Trực chỉ đề cương, quý Quán Thế Âm là tốt, niệm Quán Thế Âm là tốt, tôn trọng Quán Thế Âm là tốt, quý kính, tôn trọng, ái mộ, niệm danh đều tốt hết. Nhưng ai quý kính, tôn trọng, ái mộ đến mức gọi Quán Thế Âm Bồ Tát bằng mẹ và nghĩ rằng mình có mẹ thiêng liêng, bất gì trục trặc, rắc rối trong gia đạo, trong việc làm ăn, gọi mẹ, kêu danh hiệu mẹ, cầu cứu mẹ, mẹ phù hộ, sai rồi, người đó không phải là Phật tử chân chánh kể từ đây. Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là một vị Bồ Tát chuyên làm chuyện lặt vặt, tình cảm thân sơ, thương ghét thường tình như vậy. Nên, hàng Phật tử chân chánh đừng bao giờ có ý tưởng ta gọi Quán Thế Âm bằng mẹ để được Quán Âm mẹ thương nhân. Người đệ tử Phật học Phật thật
không nên nghĩ Quán Thế Âm Bồ Tát là một phụ nữ. Quán Thế Âm là Như Lai cổ Phật, là Phật tâm, Phật tánh cùng khắp vũ trụ nhân sinh. Trong mọi người Phật tử chúng ta đều là Quán Âm, sẵn có Quán Thế Âm ngự ở trong tâm mình. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát phổ môn thị hiện, cứu khổ hành tinh, từ bi thuyết pháp độ mê tâm. Quán Thế Âm cũng tức là Như Lai nữa, là trí tuệ Như Lai đức tướng của mọi người, nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, kinh Hoa Nghiêm. Bởi thế tu theo pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát cần phải học phẩm phổ môn kinh Pháp Hoa, học kinh Thủ Lăng Nghiêm kỹ càng sâu sắc mới hiểu biết vì sao Đại Thừa Phật Giáo Xuyển Vương trọng kính Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc tịnh thánh, bậc đẳng giác được tôn thờ. Bồ Tát Văn Thù lựa chọn so sánh 25 cách tu tập của 25 vị đại đệ tử Phật, mỗi vị đều đạt kết quả chứng nhập pháp thân, nhưng ưu tiên hơn hết là pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát dựa vào tánh nghe của nhĩ căn và đối tượng nghe là âm thanh, rồi phát huy công dụng của chánh thọ. Bồ Tát thể nhận nhĩ căn có ba đức ưu việt duyên thông thường. Các môn tu dựa trên căn trần thức thất đại đều không có. Pháp môn tu của Quán Thế Âm Bồ Tát là pháp môn gần gũi với mọi người đệ tử Phật, ai cũng có thể lắng nghe, ai cũng có đối tượng nghe thường xuyên liên tục kéo gọi ở lương tâm lương tri của chính mình. Ác nên xa lánh, thiện nên làm, và nhân sức mạnh ấy lên như ngàn mắt ngàn tai và ngàn bộ óc của con người. Thờ Quán Thế Âm là thờ điểm đó, kính quý ái mộ Quán Thế Âm ở nơi phương pháp và hạnh tu của người, chứ không phải ái mộ Quán Thế Âm bằng cách thân thương nguyện làm con nuôi của mẹ, để sẵn trong nhà gặp lúc lâm nguy kêu mẹ cứu giúp. Đạo Phật không chấp nhận đệ tử nếu người đệ tử ấy không bỏ tánh nơi tính, tánh ỷ lại tha nhân, khinh thường tri kiến Phật vốn có trong chính thân tâm mình. Thiên thủ thiên nhãn 6. Giáo thể cõi này học tiếng nghe, lắng nghe tịnh thánh tiếng lòng ta, nhĩ căn hướng nội ly năng sở, thanh diệt không còn Phật hiện ra. Trục chỉ đề cương. Sau khi so sánh và chọn lọc, Bồ Tát Văn Thù trình lên Phật: Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Có nghĩa là Phật giáng sanh xuất hiện thế giới ta bà này, phương cách giáo hóa truyền đạt cho chúng sanh nhạy bén và thuận lợi hơn hết là âm và văn. Văn tức là nhĩ căn, âm là đối tượng của nhĩ căn âm thanh. Phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát dựa vào nhĩ căn và thanh âm vừa của ngoại cảnh, vừa của nội tâm, vận dụng bi trí tự hóa giải, tự điều tiết, vô hiệu hóa căn trần theo quá trình tiện tiến. Sơ ư văn trung, nhật lưu vong năng sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng, liễu nguyên bất phanh, như thị tiện tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không diệt, thanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Thờ Quan Thế Âm là thờ phương pháp tu tập mầu nhiệm thậm thâm ấy. Mầu nhiệm thậm thâm mà không xa xôi khó hiểu, không hiểu hoặc quan đường, tu bằng tánh nghe tự có của mọi chúng sanh,
tu hòa tiếng đối tượng nghe tự tâm có và ngoại cảnh cũng có, dù phương tiện ngữ ngôn diễn đạt yếu, chỉ ấy đại lược như sau. Tiếng tác dụng vào tai, tiếng và tai vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa tiếng tai rồi, nghe động, nghe tỉnh luôn luôn. Từ diệu lực ấy nhân lên, gạt bỏ lăng văn, sở văn. Tánh lăng giác, sở giác hiện, xóa tan năng sở giác. Năng không sở không hiện, diệt ý niệm năng không sở không, diệt luôn ý niệm diệt, niết bàn tịch diệt, pháp thân hiện tiền. Kính trọng, tôn thờ, ái mộ Quán Thế Âm Bồ Tát phải tu học cách tu của người và tham thiền quán chiếu nhận thức cho rõ. Quán Thế Âm Bồ Tát là tâm ta, Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong thân ta, thậm chí tôn thờ ái mộ Phật cũng phải học như vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát có đủ dạng hình, từ thân hình đồng nam đồng nữ, trời rồng dạ xoa càng thác bà Atila, nhân phi nhân, thinh văn duyên giác Bồ Tát, cho đến thân vô thượng chánh chánh đẳng giác Như Lai. Ngài là vị Bồ Tát phổ môn mà. Những ai cầu Phật ở ngoài thân tâm là tu sai rồi. Nhưng người nấu cát sỏi mà mong có cơm ăn là việc không thể có. Hãy học phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đừng gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là mẹ Quán Âm nữa nhé.